Bây giờ đến món cá nướng thì mình sẽ dùng cái phần nào của con cá lang đấy ạ? Cá nướng mình sẽ dùng bằng cái cá phi lê. Cái cá nướng này bao giờ mình cũng có với giềng xả tỏi ớt. Dạ. Cái giềng xả tỏi ớt này mình đã xay lên mà không thiếu được một tí mắm tôm. Em thấy khá là hay là trong cái món ướp của anh thì anh lại xào cái xả giềng. Bình thường cái giềng xả nó cũng thơm, nhưng mình xào lên cái xào của mình đây là nó chỉ gọi là đủ độ thơm thì mình dừng lại. Chứ không nên xào quá thì mùi thơm nó bay hết. Dạ. Và mình lấy được cái hương thơm của nó mình ướp vào cái cá thì nó sẽ ngấm được luôn vào cái miếng cá, nó rất là thơm. À dạ dạ, dạ. Chắc chắn là không thể thiếu nghệ đúng không? Đúng rồi. Và trong cái ướp này mình để là ngấm trong vòng 30 phút. Rồi mình đưa ra nướng than hoang.